Nhưng mà chúng ta lại 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 họ đói quá, họ ăn thức ăn cũng biến thành lửa, rồi từng bựng lửa lớn khi họ nói chuyện nó cũng bay ra, hơi thở của họ hít vào thở ra cũng toàn là lửa không. Mà quý Phật tử biết tại sao mà hơi thở của họ toàn là lửa không? Người nào mà mở miệng ra mà làm cho con người ta cảm thấy như là sân hận, mở miệng ra mà làm cho con người ta chết đứng, mở miệng ra làm cho con người ta không còn lối sống, mở miệng ra làm cho con người ta như là tuyệt vọng, mở miệng ra mà làm cho con người ta không còn chỗ nào nương tựa, mở miệng ra mà làm cho con người bị mất niềm tin, tức là chúng ta đang sống trong thế giới của ngạ quỷ. Quý Phật tử, trước khi chúng ta đến đạo tràng, ngày mà chúng ta còn bấp bênh trong dòng sông mê, chúng ta đang còn lặn hụp trong biển khổ đó, chúng ta chưa biết quy y Tam Bảo, chúng ta còn sống trong thế giới đời thường, có bao giờ quý Phật tử mở miệng ra mà làm cho người ta đau khổ không? Có không? Mở miệng ra mà làm cho người ta đau khổ không phải là những người mà xa lạ với mình đâu. Một người chồng mở miệng ra nói một câu nói mà làm cho vợ mình khổ đau. Một người vợ có một cử chỉ, một câu nói làm cho chồng mình thất vọng. Hay là bậc cha mẹ nói một câu nói làm cho con cái của mình nó đau đớn. Là một nói một câu nói mà nó cảm thấy như là nó không còn muốn sống nữa. Tức là chúng ta vô tình đang sống, đang an trú trong thế giới của ngạ quỷ đó. Thì quý Phật tử hãy kiểm tra lại đi. Tất cả chúng ta đều trải qua những thế giới đau thương đó hết. Rồi có đôi khi chúng ta lại mở miệng ra mà làm cho những người bất hòa họ lại đến với nhau. Hai người bạn đang có sự cãi vã, có cái sự mà không có mà gần gũi được với nhau, nhưng mà mình nói một câu nào đó mà làm cho họ xích lại gần nhau, làm cho họ xóa đi tất cả những cái hàng rào kỳ tị hiềm xích mích, làm cho họ trở nên thân thiện lại. Tức là chúng ta đang sống trong thế giới của chư thiên đó. Mở miệng ra là làm cho là lời lời nói của mình là hoa nó bay ra, lời nói của mình đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Đó là chúng ta đang sống trong thế giới của cõi trời. Cho nên trong người của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tồn tại trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh cả. Trong tâm hồn của toàn thể quý Phật tử luôn luôn lúc nào cũng tồn tại trời nè, tồn tại ma nè, tồn tại yêu quái nè, rồi tồn tại con người nè, tồn tại Phật nè, tồn tại Bồ Tát ở trong tâm của chúng ta. Ma là gì? Ma là Mara, tức là vua của cõi trời tha hóa tự tại. Mà vua của cõi trời tha hóa tự tại tên là Mara, cho nên trong kinh Phật gọi tắt là Ma, Ma Vương, là vua của cõi trời tha hóa tự tại. Hay làm cho người tu hành của mình đó gặp tất cả những trắc trở, tất cả những cái người ở cõi trời tha hóa tự tại luôn cản bước chân tu hành, ai mà làm thiện là họ cản liền, phải không? Cho nên quý Phật tử ở đây, trước khi mình biết đạo, mình có từng cản trở người ta làm lành lắm dữ không? Ví dụ người ta muốn đi chùa mà mình cản không cho người ta đi chùa. Bây giờ tôi nói cho cô nghe nè, cô đi chùa Linh Sơn Pháp Ấn đi, đừng có đi chùa của cái cô ni đó, đừng có đi chùa đó, chùa đó không có tu đâu, Linh Sơn Pháp Ấn mới tu. Có nói câu đó không? À, không có nói câu đó là một điều rất tốt. Nếu mình nói như thế thì tâm hồn của mình đang tồn tại thế giới của ma. Một chút nữa trời mưa ngủ nó ngon lắm, hay là thức dậy để chuẩn bị sắp xếp đi, và nên đi hay ở nhà. Nếu mà quý Phật tử nào chiến thắng được tư tưởng đó và quyết định đi, tức là tâm của chúng ta đang tồn tại thế giới Phật. Còn quý Phật tử nào chấp nhận thua cuộc và ở nhà ngày hôm nay, tức là chúng ta bị cản đi. Tự chúng ta cản bước chân tu hành của mình, tự chúng ta cản lại cái tâm niệm của mình, cản lại cái tính tâm của mình. Cho nên quý Phật tử đang sống trong thế giới của ma. Cho nên ma và Phật nó ở trong người của mình thôi. Có đôi khi phút giây ban đầu là Phật, phút giây sau thành ma. Có đôi khi buổi sáng là ma, nhưng buổi chiều trở thành Phật liền. Cho nên trong người của chúng ta tồn tại những thế giới đó. Ma là cản bước chân tu hành, cản cái niềm tin,
cản cái mà tâm thiện, cản cái sự làm lành lánh dữ của mình, đó là ma. Còn yêu quái là gì? Yêu quái là bất tín. Cái tâm yêu quái trong con người của mình là không tin. Tôi không tin Phật, tôi không tin gì hết, không tin nhân quả, không? Không tin cái gì cả. Ở trong kinh Phật nói làm lành hưởng quả báo lành, không tin. Còn sống giờ nào là tôi bắt đầu kiếm tiền giờ đó, không? Tôi cứ kiếm tiền mãi thôi, tiền là trên hết, không? Gia đình là núm ruột của tôi, còn tiền là sanh mạng cản niềm tin là ma dương. Còn cái tâm mà không tin, tâm bất tín, cái tâm mà chỉ chạy theo tất cả những cái tiền tài danh vọng bên ngoài mà không bao giờ có một phút giây nào quay trở lại với đời sống đạo tâm ở bên trong của mình, đó là tâm của yêu quái, là cái niệm của yêu quái. Còn thấy một người nào đó đau khổ đi ở ngoài đường, tâm của chúng ta tự nhiên chạnh lòng, tâm của mình tự nhiên cảm thấy yêu thương họ, đó là tâm của chư thiên, tâm của chư thiên. Còn cái tâm người nào mà hễ người nào mà tốt với mình tốt lại, còn xấu với mình xấu lại, đó là tâm của cõi người. Tâm dễ thương, tâm dễ ghét, tâm dễ sanh không tôn trọng người lớn tuổi. Chúng ta đồng là con của Phật, nhưng mà trong thế gian này cái người nào lớn tuổi và người nào nhỏ tuổi thì chúng ta tự biết mà, kính lão đất tràn. Mình kính cái tuổi người già thì tự nhiên tuổi thọ của mình nó được tăng. Mình tôn trọng lẫn nhau, đó là tâm của con người. Còn bất kính lẫn nhau là tâm của súc sinh. Tâm của súc sinh có nghĩa là không có phân biệt, không có lớn nhỏ, không có cao thấp, không có cái gì cả. Cho nên nếu mà người nào có cái tâm đó, tức là cái tâm súc sinh luôn luôn lúc nào cũng tồn tại trong con người của mình hết. Vậy thì quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, chúng ta cố gắng làm sao trong cái sáu cõi đi qua của chúng ta, chúng ta đừng bao giờ ghé vào tất cả những cái mà thế giới không hay, những cái thế giới không đẹp. Trên đoạn đường từ ở cõi người của mình đi về thế giới của Phật, đoạn đường tuy nó rất là dài, nhưng mà bên hai bên đường của cái quá trình đi của mình đó, nó nhiều cái cảnh lắm. Chúng ta nhìn bên ngoài thấy nó đẹp lắm, nhưng mà đi vào bên trong tự nhiên nó khổ đau. Như cái tâm mà chạy theo đồng tiền, chạy theo cái mà danh vọng, chạy theo tất cả những lợi lạc, rồi mình dùng sức mạnh của mình để chà đạp những người yếu hơn mình, để rồi mình thu hết tất cả những cái gì lợi ích về phần mình, mặc cho những người xung quanh mình có thể đau khổ, có thể chết đi. Đó là tâm của yêu quái. Toàn thể đạo tràng hôm nay chúng ta kiểm tra coi trong tâm của mình có cái con yêu quái nó tồn tại trong đó không? Kiểm tra thử coi có con yêu quái đó không? Có. Bây giờ trong đạo tràng này Phật nhiều quá, cho nên con yêu quái đang núp ở trong tâm của mình. Nó đang lẫn trốn trong tâm của mình. Khi ra khỏi đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn rồi, nó không còn có sự gia hộ của Phật lực bất tư nghì, thì con yêu quái đó bắt đầu xuất hiện. Chỉ cần thấy trước mắt của mình tiền thôi là con yêu quái đó nhảy ra liền đó. Không? Người nào mà mua giấy số mà chờ đến giờ sổ số, tức là đến giờ sổ số con yêu quái bắt đầu bò ra. Không? Con yêu quái nó bắt đầu bò ra, trúng thì mừng mà trật thì buồn. Đó là con yêu quái trong tâm của mình đó. Quý Phật tử, có nhiều người đó, người ta cứ mơ ước rằng mình phải mua giấy số để trúng số. Nhưng mà quý Phật tử biết trúng số nó có những cái rất là tổn hại đối với mình. Đâu phải con người nào mua giấy số cũng trúng những cái số độc đắc như thế đâu. Hôm nay sẵn dịp thầy muốn nói cho quý Phật tử nghe, xung quanh của quý Phật tử nó có ba cái vòng hào quang lớn, người ta gọi là quang phúc. Xung quanh mình đó, nó có ba cái vòng hào quang lớn mà gọi là quang phúc. Cái vòng ở ngoài tận cùng đó người ta gọi là sự nghiệp phúc. Cái vòng thứ hai nữa là quyến thuộc phúc. Và cái vòng cuối cùng là sinh mạng phúc. Nó có ba cái vòng quang phúc đó. Cho nên có đôi khi chúng ta cứ mà cầu nguyện, chúng ta cứ gửi gắm cái tâm của mình vào trong cái lô độc đắc đó hoài. Một về sự nghiệp của mình, chúng ta đổi lấy, chúng ta đi thế chấp cái số tiền đó để chúng ta xài. Rồi khi cái sự nghiệp phúc của mình đổi rồi, bắt đầu quyến thuộc phúc của mình thế chấp luôn.